Vừa qua, vụ việc sát hại người tình rồi hỏa tiêu phi tang đã khiến cả thôn nhỏ chấn động bởi sự việc chỉ có thể xảy ra trên phim lại xuất hiện ngay bên cạnh. Nhớ lại giây phút phát hiện vụ việc, nhân chứng đã bàn hoàng hoảng hốt. Liên quan đến vụ bà BTL, 43 tuổi, trú thôn Đắc Rờ Mò, xã Đắc Nờ Rung, Đắc Sông, Đắc Nông, bị sát hại. Ông L.Q.L. người phát hiện những bất thường, báo cáo cơ quan công an vẫn bị ám ảnh dù sự việc xảy ra đã hơn một tháng. Ông này nói, tôi cứ nghĩ sự việc chỉ có trên phim, không ngờ lại xuất hiện ngay nơi mình sinh sống. Theo nhân chứng, đối tượng Trần Văn Hiệp, 46 tuổi, trú cùng thôn Đắc Rờ Mò, nghi phạm trong vụ án, đã có vợ hai con lớn. Hiệp rất nóng tính, nhiều lần thường cản chân hạ cản tay với vợ và con. Gần hai năm nay, vợ chồng Hiệp không ở với nhau. Người vợ về nhà mẹ ở thôn Đắc Cô cùng xã Hiệp ở nhà trong rẫy, sống khá khép kín, chỉ hay giao tiếp với nạn nhân và một vài người hay làm rẫy cho ông. Nhà Hiệp cách nhà nạn nhân một quả đồi bị ngăn cách bởi con suối. Nạn nhân hay ghé nhà vợ chồng hàng xóm gần nhà. Tuy nhiên, bản đi thời gian, vợ chồng nhà này không thấy nạn nhân đến. Điện thoại không liên lạc được. Nghi có việc chẳng lành, vợ chồng người hàng xóm nói lại sự việc cho nhân chứng. Sau đó những người này gọi em gái sinh đôi của nạn nhân sống ở Gia Lai sang cùng đi tìm. Khoảng ngày 4 tháng 9, người thân và một số hàng xóm gồm 8 người đến nhà nạn nhân nhưng không có ai. Mở cửa nhà mọi người thấy xe máy điện thoại vẫn còn nguyên nên nghĩ rằng chủ nhà đi đâu đó gần đây. Nhân chứng nhớ lại, chúng tôi sang nhà ông hiệp dò hỏi, ông pha trà mời uống rồi bảo bà L được một người đàn ông đi xe máy màu xanh chở đi. Ông hiệp còn nói chính ông cho bà L 5 triệu đồng. Tuy nhiên khi em gái ruột của nạn nhân gọi điện cho người đàn ông theo mô tả của ông Hiệp, thì người này nói lâu rồi không sang Đắk Nông. Lúc này ông Hiệp toát mồ hôi, có biểu hiện bất thường, nhất là khi ông Hiệp thấy người em gái giống y chang bà lờ. Từ những bất thường trên cộng với linh cảm khi bước vào căn nhà của ông Hiệp nên tôi trình báo công an. Sau khi công an đến nhà làm việc với ông Hiệp nhân chứng cùng một người khác ra phía chuồng bò thì phát hiện đóng trò. Hai người đào lên thì phát hiện bàn tay xương người chưa cháy hết. Ông Hiệp được đưa lên trụ sở công an, ông L và hàng xóm sau đó đưa nạn nhân về nhà lo mai táng. Nhân chứng nói thêm, từ ngày bà L bị sát hại cho đến lúc phát hiện đúng 11 ngày. Sau khi sát hại nạn nhân vào khoảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 8, ông Hiệp uống thuốc nhưng không chết. Ông Hiệp đi nhờ người dân đưa sang phía nhà vợ để nói lời trăn trối. Sau đó, người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông. Khi lành bệnh, ông Hiệp trốn viện về hỏa thiêu gần đây những vụ sát hại nhân tình xảy ra khiến dư luận hết sức hoang mang lo lắng chỉ mở mắt ra thôi đã có những thông tin về những vụ án mạng đau lòng điều này khiến nhiều người trăn trở nhiều hơn về tình người và cả những mối quan hệ trong cuộc sống giữa người với người ngày nay